Chào anh chị, em là Thái đến từ công ty chứng khoán MB. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị chương trình mở tài khoản miễn phí. Mở tài khoản với mức phí giao dịch miễn phí dành cho các khách hàng mở mới tài khoản từ mùng 1 tháng 8 đến 31 tháng 12 năm 2021. Thì với những tính năng trội ấy, thì cái tài khoản MB đưa ra chương trình này là được tặng thêm cái chương trình ưu đãi thấp nhất. Thì năm nhất thì nhập các tài khoản mở mới từ ngày 1 tháng 8 là đối tượng khách hàng mở tài khoản qua EKYC, tức là mình mở qua trên phần mềm ấy, thì sẽ được hưởng chính sách là miễn phí giao dịch cơ sở, tức là bên MBS sẽ không thu phí gì cả, chỉ thu cái phí 0,03% ấy cho khách hàng mở mới, tức là cái phí 0,03% là phí trả cho sở giao dịch ấy. Thì sở giao dịch luôn thu như vậy rồi thì MBS sẽ không thu gì cả, thì tổng lại phí ấy, nó chỉ là 0,03 và MBS sẽ miễn phí giao dịch cơ sở trong 3 tháng đầu từ ngày chuyển tài khoản. Anh chị chú ý là mình phải giao dịch mày mở qua tài khoản EKYC nhé. Còn còn cái thứ hai là mình sẽ được miễn phí cái tài khoản giao dịch phái sinh ấy. Là phí MBS cũng sẽ không thu trong 3 tháng đầu kể từ ngày chuyển tài khoản. Đấy, thì anh chị có thể theo dõi đây. Thì mức margin cũng chỉ là 9,9%. Thì ưu đãi này dành riêng cho khách hàng mở mới tài khoản thôi, nhưng mà phải mở qua hình thức EKYC. Thời gian thì nó sẽ có thời gian là từ mùng 1 tháng 8 đến 31 tháng 12 năm 2021. Thì mà để mà anh chị mở tài khoản này thì chỉ có thể làm theo các bước, như là mình sẽ sau mình sẽ tải cái app tên là MBS Mobile trên kho ứng dụng của điện thoại, nó ở kho ứng dụng Google hoặc là iOS thì nó sẽ có tên là app MBS Mobile chứ không phải app MB Bank nhé, không phải app MB Bank. Mình sẽ vào cái mục là mở rộng, chọn đăng ký ngay. Sau đấy thì mình vào mục mở tài khoản EKC. Ở đấy mình sẽ thực hiện các bước như là nhập số điện thoại, email này, chụp ảnh chứng minh thư này. Và ở cái bước 4 ấy, thì mình cần phải chọn cái dịch vụ broker. Thì mình có thể chọn cái dịch vụ broker là 8958 của Đoàn Thao để em hỗ trợ tài khoản. Rất dễ, thì anh chị có thể nhập ID của em. Bước tiếp theo thì mình sẽ nhận OTP điện thoại mà mình đã đăng ký ở bước bước mà bước đầu tiên đấy. Sau đấy thì mình sẽ xác thực khuôn mặt, mà để mà tài khoản được duyệt đấy thì mình sẽ phải xác thực tỷ lệ EKC là trên 75%. Còn nếu mà tỷ lệ mà còn chưa đạt được yêu cầu ấy, thì sau khi mình đăng nhập vào tài khoản này sẽ có phần mềm sẽ yêu cầu anh chị là xác thực EKC, chị bấm vào đây xác thực là được. Đấy, còn ngoài ra thì MBS cũng có chương trình là để cho anh chị mà đã mở tài khoản lâu rồi đấy, nếu mà có anh chị có cái số lượng thực tế giao dịch phái sinh nhé, trên đây có các bước bước 4 này, ví dụ như là cái thấp nhất là trên không thực tế và không tỷ ấy, còn bên giao dịch cơ sở thì mình sẽ được hưởng một ký là 1.000 đồng. Cái này anh chị phải đăng ký cái ID broker của em thì em trình được số 1.000 đồng. Nếu anh chị giao dịch bình quân trên 100 vị thế trong một phiên đấy, hoặc là giao dịch 5 tỷ giá trị giao dịch cơ sở trên tháng thì nó sẽ được hưởng một phí giao dịch phái sinh 500 đồng. Và tiếp theo thì nếu mà anh chị giao dịch trên 300 vị thế thì hoặc là giá trị giao dịch cơ sở trên 8 tỷ thì mình sẽ được hưởng một phí 300 đồng. Còn nếu mà anh chị có giao dịch trên 10 tỷ trên cơ sở thì mình sẽ được miễn phí luôn là 0,5 đồng. Đấy, thì nó sẽ có một cái ưu đãi trong cái thời gian tới đấy, chỉ chú ý để mình có thể tận dụng được cái chương trình ưu đãi của MBS để giảm thiểu phí giao dịch và tăng hiệu quả đầu tư. Anh chị nếu mà có thắc mắc thì vui lòng liên hệ em theo số 0986 344 6 để được hỗ trợ qua Zalo hoặc qua tin nhắn. Cảm ơn và chúc chị đầu tư thành công.